Xưa kia khi thị trấn chưa quá phát triển, nhiều vùng kể cả nội thành thủ đô, cây cối vẫn mọc um tùm. Thành ra khi ấy lũ trẻ con lại có nhiều trò để chơi, nhiều thức dằn tuổi thơ để ăn, cứ giơ tay hái bừa trên cây trong vườn hay ngoài đường là cũng có đồ để nhâm nhi rồi, mà lại còn ri cơ. Nghĩ về ngày xưa sao mà thèm thuồng thế? Không biết còn nhiều người nhớ không, nhưng ngày xưa lũ trẻ xã quê diệt xoàng hay đi hái quả thụ lù mọc đần độn ngoài bờ ngoài ruộng ăn, khác biệt là tụi trẻ ở ngoài Bắc. Ngày xưa mẹ đi chợ mua một bịch thụ lù lớn tưởng có 2.000, lũ trẻ ăn trắng chê, vậy mà không ngờ rằng hiện giờ thụ lù thành một loại quả được bày bán quý phái chảnh trong cửa hàng nước ngoài đấy. Quả thụ lù ngày xưa mọc đầy ngoài đường ăn không hết. Giờ thành loại quả quý, được bày bán ở cửa hàng nước ngoài. Gần đây, bài đăng của một fanpage cộng đồng trên Facebook về chủ đề đồ diệt ở nước ngoài rét mướt cả như thế nào, đã nhận được sự niềm nở mênh mông rãi. Trong đó, bình luận của một cô nàng Việt kiều sống tại Trung Quốc thú vị cư dân mạng về loại quả thụ lù mọc đần độn ở Việt Nam, nhưng khi quý phái nước ngoài lại được tách thân, sấy khô và đóng ni lông, bè cánh trên rét mướt bán với rét mướt không hề rẻ. Bình luận về quả thụ lù được bày bán ở cửa hàng Trung Quốc. Quả thụ lù trên quầy hàng ở cửa hàng nước ngoài đè. Nguồn ảnh, xa. Dân mạng Việt bất ngờ về loại quả tuổi thơ hiện giờ lại được bày bán quý phái chảnh. Một số người khác còn chia sẻ phải đến khi họ ra nước ngoài thì thế hệ được ăn loại quả này vì hồi nhỏ ở Việt Nam không biết đến. Cây thụ lù xoàn chỉ cao hơn đầu gối một chút và phân nhánh lùm xùm, thân cây có góc cạnh. Đặc biệt, quả thụ lù tròn bóng, căng mọng và có lớp vỏ trong suốt, được bao dây trong một lớp đài to, nhìn giống như lồng đèn vậy. Khi chín, quả thụ lù hơi ngả vàng, ngoằm nghe cái bụt, ăn vào vừa ngọt vừa chua, lại hơi nảy trái sống thì có vị đắng. Không rõ rệt từ bao giờ và vì sao quả thụ lù được gọi là thụ lù, chỉ biết đám trẻ con thời ấy còn có cả một bài đồng dao, thụ lù, thụ lũ, thụ lù ai mà không có, tôi cho thụ lù. Cây thụ lù còn có tên gọi khác là cây tầm bóp, cây lồng đèn, thụ lù cạnh, thụ lù cái ở nước ngoài xoàn gọi là Physalis angulata hoặc Dung envuseberry, quả cô nương tiếng Hán. Quả thụ lù sau khi bỏ lớp vỏ thì có vị ngọt bùi, ăn vào có ích cho hệ tiêu hóa, làm mát trong và giúp tiêu đờm, trị ho. Thụ lù được bày bán theo dạng tươi hoặc sấy khô, đóng hộp ở cửa hàng nhiều nước trên trái đất Mỹ, Nhật, Trung Quốc, New Zealand,